Hôm nay thì em Hương lại về thêm được cho mình một chiếc xe Hyundai i10. Nhưng em nó là một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ nhập khẩu đời 2014 và giá chỉ có 225 triệu. Em Lê Hương ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Nhiều bác hỏi rằng xe là cùng là đời i10 mà sao chiếc này lại đắt hơn chiếc kia tầm 10, 15, 20 triệu. Thì hôm nay em sẽ phân tích cho khách hàng nhà mình biết nhé. Đây là một chiếc xe Hyundai i10 đời 2014 bản nhập khẩu giá 225 triệu. Nếu như cùng đời với nó thì những bản thiếu thì rồi chỉ có tầm 195-190 thôi. Còn với bản đủ thì nó sẽ rơi vào tầm cỡ 225 triệu như trước mắt khách hàng đây. Thì bây giờ em sẽ quay cho mình bản đủ thì sẽ gồm có gì. Ví dụ như chiếc xe Hyundai i10 này, bản đủ này thì đèn sẽ là đèn halogen rồi. Cái này thì không quan trọng, không nói lên được đâu là đủ, đâu là thiếu. Nhưng em sẽ quay cho mình này. Đèn halogen siêu sáng này, ốp hết mạ chrome cho em rồi. Và sẽ có đèn gầm đầy đủ cho em này. Xin nhan trên gương này, đề lỗ thông minh, cảm biến phía sau, la răng thể thao đẹp cho em nhé. Đứng góc nghiêng cho mình xem đây ạ, la răng thể thao đẹp. Phanh ABS chống bó cứng này, gầm bệ sạch đẹp luôn. Dòng này thì gầm nó thấp nên nhìn nó sẽ hơi khó hơn những dòng khác này. Xin nhan trên gương, nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa, có đề lỗ thông minh. Đấy là sự phân biệt. Nếu như khách hàng nhà mình nhìn bên ngoài thì sẽ biết rằng đây là chiếc xe Hyundai i10 bản nhập khẩu và nó là sẽ là bản đủ. Bản đủ nó sẽ đắt hơn cùng với đời so với bản thiếu tầm cỡ 2 đến 30 triệu tùy vào chất lượng xe. Như chiếc này là 225 triệu. Đời 2014 nhập khẩu đẹp cho em nhé. Gương kính chỉnh điện cho em. Xin nhan trên gương em quay luôn cả cho mình keo chỉ zin. Keo chỉ zin ở trên cánh cửa này. Nốt đinh tán của nhà sản xuất này. Tiếp theo đi sâu hơn vào đây thì có kệ bước chân lên xuống này, ốp hết mạ chrome cao cấp cho em rồi. Những cái tiểu tiết đấy không nói lên được xe có đẹp hay không, nhưng có thì là cái tốt, không có thì đỡ phải lắp. À có thì đỡ phải lắp đúng không ạ? Móc khóa cửa này, sticker nhà sản xuất có luôn cho em nhé. Đây là cái phần tắt bật cảm biến này, phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm, thì em sẽ quay cho mình. Quay cho các bác phần cánh cửa này, ốc này, quay chi tiết cho mình. Và với phần bản của chiếc xe Hyundai i10 bản đủ thì sẽ có gì? Sẽ có cho em túi khí an toàn. Trang bị cho em túi khí an toàn trên vô lăng. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng luôn nhé. Tăng giảm âm lượng này. Đây là phần bên trong của chiếc vô lăng là thiết kế thành 3 chấu như thế này. Vô lăng bên trong còn rất là mới và đẹp nhưng bác chủ cũ cẩn thận đã ốp cho em nó một cái áo da rồi. Em sẽ để nguyên như thế này. Bác nào không thích có thể tháo ra, còn để như thế này thì tay nắm rất là chắc, nó to, nó vừa tay, nó không bị nhỏ nhá. Ở phần này thì cũng ốp được cho em hết cái phần ốp ở phần chân ga cũng như chân phanh rồi này. Đầu đài màn hình nguyên bản theo xe cỡ vừa thôi. Và với bản đủ này thì có đề lỗ thông minh cho em, sấy sưởi kính này, USB lấy gió 3 vị trí điều hòa mát lạnh luôn. Tablo cho mình nhá. Tablo thì đẹp căng luôn. Còn bác chủ cũ cẩn thận thì đã may thêm, mua thêm một cái thảm lông như thế này để ốp lên đây. Không phải là che khuyết điểm gì, chỉ đơn giản là để không bị xước. Và nó cũng giảm được cái nhiệt cho mình thôi ạ. Gương đây nha các bác này, gương này. Đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường. Tần số 5 cấp, số sàn áo da vẫn còn. Theo thời gian thì không bị rách. Gọi là có hơi nhăn một chút nhưng không bị rách này. Tay phanh đây, ghế da đẹp luôn. Trần thì đã lên trần da 3D rồi. Với cái tông màu đen đỏ kết hợp với nhau rất là sắc nét và rất là đẹp luôn ạ. Tắt bật cảm biến này, ghế chỉnh cho em. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng sẽ quay cho mình. Với chiếc này thì đã dán cho em là cái vỉ chắn mưa rồi. Lẹp chân kính này. Tay lắm cửa ốp mạ chrome cao cấp sáng choang. Cái hàng ghế này là các bác dán cái phần ni lông bên trong nhưng mà các bác chưa bóc ra nên em cũng để nguyên. Gương kính thì cam kết cho các bác là liền đời theo xe nhé. Tắt ly đây ạ. Keo chỉ zin luôn nhá, keo chỉ zin này, lỗ thoát nước này. Kệ bước chân lên xuống phía sau cũng có cho em. Ghế da đẹp, hàng ghế thứ hai thì siêu rộng rãi luôn. Đây nhìn từ hàng ghế thứ hai đến hàng khoang điều khiển của bác tài đấy ạ. Các bác nhìn này rất là sạch sẽ gọn gàng luôn. Ghế da đẹp. Bản hatchback nhỏ gọn như thế này. Phù hợp với bác là đi taxi dịch vụ cũng ok, gia đình cũng ok. Mà bác nào là lữ thì cũng đi dòng này cũng rất là ổn nhá. Luồn lách vào những khu vực nhỏ rất là dễ luôn. Phía sau là phanh tăng trống này, da răng thể thao này. Quay sát điện thoại cho các bác xem gầm bệ ạ.
với bản đủ này thì sẽ có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau ạ. Nếu như bản thiếu thì sẽ không có cảm biến nhá. Còn bản đủ sẽ có cảm biến này, xi nhan trên gương này, túi khí an toàn này. Phân biệt đơn giản như vậy thôi là mình đã biết đâu là bản đủ, đâu là bản thiếu rồi. Vì sao khi nhiều khi mình check trên mạng, rõ ràng là cái xe i10 đời cùng như thế này, khu vực kia nó bán có 195 triệu mà khu vực nhà Lê Hương lại đăng lên là 225 triệu. Thứ nhất là nó là ô tô cũ thì nó đắt hay rẻ nó còn phụ thuộc vào chất lượng của xe, đúng không ạ? Và thứ hai nó còn phụ thuộc vào các option trên xe nó gồm có những cái gì, bản đủ hay bản thiếu, đồ chơi của nó có nhiều hay không. Và quan trọng nhất vẫn là cái giá trị của xe nó liên quan đến chất lượng nhé. Nhiều khi bên em nhập những con xe rẻ về, rẻ hơn cùng đời với dòng kia, nhưng khi đã rẻ hơn nhiều tiền là sẽ có vấn đề rồi. Nên là những dòng này em sẽ không nhập này. Mà cam lùi đầy đủ có luôn rồi, cảm biến này, đứng góc nghiêng cho các bác xem này, nước sơn rất là cứng cáp. Những đường dập lồi này, ở phần phía dưới kia uốn lượn kia là cái để thiết kế cho xe nó mềm mại hơn thôi. Đấy, tay nắm cửa ốp hết mạ chrome rồi, rất là sáng luôn. Gương kính từng phần kính nhỏ nhất cũng liền đời theo xe cho em. Mở cửa bon bon như thế này không cọt kẹt đúng không ạ? Táp ly đẹp, keo chỉ zin rồi. Kệ bước chân lên xuống này. Nói chung là với một chiếc xe đời 2014 mà bác chủ cũ giữ được cho em nó một cái phong độ như thế này. Đây nhá, mút nở mở một trạm thông minh này. Giữ được một cái phong độ như thế này là bác chủ cũ là một người cực kỳ yêu xe, cực kỳ giữ xe rồi ạ. Đóng cửa chắc lịch luôn. Điều hòa thì mát lạnh, mùa đông thì ấm áp, mà mùa hè thì mát lạnh cho em rồi. Đấy, sấy sưởi kính đầy đủ, táp ly, đáp lô. Khu vực mà các chị nóc nhà hay hạ xuống để trang điểm này, xoay lại dung nhan trước khi ra đường đúng không ạ? Và bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em Lê Hương sâu hơn vào khoang động cơ máy móc của chiếc xe Hyundai i10 đời 2014 nhập khẩu này. Gương thì có thêm một cái gương lồi như thế này, thích hợp để cho mình vào mình khi mình lùi ấy, mình sang đường mình nhìn cái gương lồi thì cái điểm mù nó sẽ dễ nhìn hơn nhé. Phanh ABS la răng đẹp rồi. Em sẽ mở khoang động cơ máy móc cho khách hàng nhà mình cùng xem gỡ ạ. Và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Hyundai i10 bản nhập khẩu đời 2014, trang bị động cơ 1.0. Đây là một chiếc Hyundai i10 bản đủ nhé. Quay chi tiết cho các bác xem khoang nội thất máy móc này. Máy móc của i10 đây ạ. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong khách hàng sẽ đến chạy thử và cảm nhận xe và xem xe có xứng đáng với đồng tiền mà mình bỏ xuống không. 220 triệu liệu có xứng đáng đồng tiền mình bỏ ra không, để khi mua một chiếc xe bản đủ bên em Lê Hương nhé. 220 triệu đời 2014 nhập khẩu 1.0. Vừa rồi thì em đã quay một video chi tiết nhất về chiếc xe Hyundai i10 bản nhập khẩu này. Đây là một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ. Có cho em cửa, có cho em là xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh, màn hình giải trí này. Mắt bốn mắt cảm biến va chạm phía sau có đèn gầm, túi khí an toàn. 225 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán tới với khách hàng. Rất mong sau video này em update lên sẽ nhận được tất cả rất là nhiều những sự yêu thương cũng như là quan tâm khách hàng. Số hotline mà em đang dùng là 0354602790. Rất mong sẽ nhận được những cuộc gọi thân yêu khách hàng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.